kỳ nghỉ lễ mùa đông ở Na Uy trong năm nay. Bạn có thể đi nghỉ lễ mùa đông ở Na Uy trong năm nay. Điều này có nghĩa là bạn có thể đi đến hostel hoặc là đi đến khách sạn. Nhưng bạn nên tránh di chuyển bằng phương tiện công cộng nếu có thể, vì tình hình lây nhiễm và có thể thay đổi nhanh chóng. Vì thế, mọi người phải chuẩn bị cho những kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ mùa đông năm nay. Bạn phải chuẩn bị cách ly trong hoặc sau kỳ nghỉ. Điều này đặc biệt là đúng nếu bạn đang đi du lịch trong khách sạn mà nơi tình hình có thể nhanh chóng trở nên không rõ ràng. Điều này quan trọng là bạn phải tự làm quen và làm theo lời khuyên kiểm soát nhiễm trùng áp dụng ở nơi bạn sắp đến. Nếu bạn đi du lịch đến một đô thị có các biện pháp nhẹ hơn so với đô thị bạn đi du lịch, thì theo nguyên tắc chung, bạn nên làm theo lời khuyên áp dụng tại đô thị nơi bạn đến. Lời khuyên chung rằng mọi người nên giảm số lượng người mà họ tiếp xúc và bạn nên cân nhắc kỹ hơn đối với những người trong nhóm rủi ro và cũng được áp dụng trong kỳ nghỉ lễ mùa đông năm nay. Bạn có thể tiếp tối đa 5 người khách đến thăm. Mọi người không ở cùng một hộ gia đình nên giữ cách xa 1 mét. Do đó, bạn không nên có nhiều khách trong một căn cabin, tiếng Na Uy gọi là heater. Khuyến cáo hạn chế với những người không quen thuộc thì không nên ở chung một phòng ngủ. Để đảm bảo vệ sinh tốt và làm sạch tốt, đặc biệt nếu mọi người từ các hộ gia đình khác nhau phải sử dụng phòng tắm. Có ít nguy cơ lây nhiễm hơn nếu bạn gặp những người khác ở ngoài trời. Do đó, bạn nên tham gia các hoạt động và tụ tập xã hội bên ngoài. Bạn nên mua sắm trước khi đi du lịch và nếu có nhu cầu mua sắm những vật dụng cần thiết ở nơi khác thì nên chọn thời điểm ít người. Hãy nhớ lời khuyên kiểm soát nhiễm trùng khi bạn ở trên núi cao và các khu trượt tuyết, những công viên, nước hoặc những nơi tương tự. Tránh những nơi tập trung đông người qua lại, đông đúc. Khuyến nghị tránh đi du lịch trong nước không cần thiết. Nếu tránh những chuyến du lịch trong nước không cần thiết, điều này được khuyến khích vì có nguy cơ lây nhiễm nếu bạn đi từ các khu vực có nhiều nhiễm trùng ở Na Uy đến một khu vực ít nhiễm trùng. Hoàn thành các hành trình cần thiết. Có thể thực hiện các chuyến công tác, nhưng bạn nên cẩn thận làm theo lời khuyên về vấn đề kiểm soát nhiễm trùng và giữ khoảng cách tốt với những người khác. Có thể hoàn thành việc di chuyển đến nơi học tập, nhưng bạn nên cẩn thận và làm theo lời khuyên về vấn đề kiểm soát nhiễm trùng và giữ khoảng cách tốt với những người khác. Nếu bạn bị ốm, đang bị cách ly hoặc cách ly, không được đi du lịch, thậm chí không được lên khoang. Ngoại lệ duy nhất là khi bạn không có triệu chứng và ở trong hostel là cách duy nhất để tránh tiếp xúc gần với một thành viên trong gia đình bị bệnh COVID-19. Lưu ý rằng có thể có các biện pháp địa phương tại thành phố bạn đến du lịch. Vì vậy, hãy kiểm tra trang mạng của đô thị đó trước khi bạn đi du lịch. Đồng thời suy nghĩ về những việc cần làm nếu bạn bị ốm và phải cách ly bản thân hoặc nếu bạn phải cách ly. Yêu cầu đối với chăm sóc sức khỏe. Bạn được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết tại thành phố nơi bạn sinh sống hoặc nơi bạn hiện đang cư trú. Nếu bạn đi nghỉ hoặc đi du lịch tại một thành phố và bị ốm hay bị bệnh, hãy gọi cho phòng cấp cứu theo số 116 hay 117 để được chăm sóc sức khỏe cần thiết. Và khuyến khích bạn nên xem trang mạng của thành phố mà bạn đang ở để biết thông tin về việc kiểm tra COVID-19.
lời khuyên du lịch cho những người trong nhóm rủi ro và người thân của họ. Những người trong nhóm nguy cơ nên giữ cách xa ít nhất 2 mét khi đến thăm hoặc kết hợp với những người khác mà họ không sống cùng nhau. Nếu bạn có nhu cầu đi du lịch trong nước, bạn nên cân nhắc các yếu tố sau. Thời gian của chuyến đi. Có dễ dàng trở về và nếu ai đó trong nhóm bị ốm không? Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong chuyến đi. Đề xuất cho phương tiện công cộng. Trong các phương tiện giao thông công cộng, nhiều người thường tập trung cùng một chỗ và rất khó để giữ khoảng cách vừa đủ. Điều này có thể góp phần vào việc lây lan truyền nhiễm. Do đó, nên hạn chế sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, sự lây nhiễm có thể xảy ra trước hoặc sau trong hành trình. Khuyến khích cho phương tiện công cộng. Đừng đi du lịch nếu bạn bị ốm. Tránh tiếp xúc trực tiếp. Nên giữ khoảng cách ít nhất 1 mét với những hành khách khác trong suốt hành trình. Trong một số trường hợp, khuyến cáo hoặc bắt buộc phải đeo khẩu trang. Cân nhắc xem bạn có thể hoãn chuyến đi nếu có thể. Hành khách nên đứng hay ngồi rải rác. Và bạn có thể ngồi cạnh những người bạn cho là thân thiết nhất. Trong các phương tiện giao thông có cả chỗ đứng và chỗ ngồi, nên ưu tiên chỗ ngồi hơn là chỗ đứng. Tránh ho và hắt hơi theo hướng của hành khách. Nếu bạn phải ho hoặc hắt hơi, bạn nên làm điều này bằng giấy và bạn vứt đi sau đó hoặc ở góc của khuỷu tay của bạn. Đảm bảo giữ vệ sinh tay tốt trước và sau chuyến đi. Tránh chạm vào các bề mặt khi không cần thiết. Bạn nên ngồi ghế sau nếu đi taxi. Hành khách ngồi ghế ở sau nên đeo khẩu trang nếu có nhiều hành khách và họ không thuộc cùng một hộ gia đình hay một đoàn hệ. Những người nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nên ở nhà, ngay cả khi các triệu chứng nhẹ. Những người đang bị cách ly hoặc cách ly không nên ở lại sân bay hoặc di chuyển bằng máy bay. Điều này áp dụng cho cả hành khách và nhân viên. IT Consult Tunnel tạm dừng nơi đây.